Hôm nay mình tiếp tục cài phần mềm Illustrator, InDesign và Premiere Pro qua TeamViewer cho một bạn. Thì mình tiếp tục ghi lại các cái màn hình này trong quá trình mình cài đặt. Đầu tiên thì đây là MacBook cài macOS Monterey, chip Apple M1 MacBook Air. Tất cả các bộ cài thì mình đã đưa lên đám mây Google Drive và tải về rất nhanh nhé. Thì mình đã tải về rồi, thì đầu tiên mình sẽ cài bộ cài Illustrator cho bạn này trước. Với MacBook M1 thì mình sẽ lựa chọn cái Illustrator version 2023, nó phù hợp với cả macOS Monterey. Thì các bước cài đặt nó hết sức bình thường, tất cả các bộ cài đều có file thuốc ở bên trong đó, và mình chỉ cần tiến hành cài đặt. Một số các bước thì mình sẽ phải bỏ qua, ví dụ như các bước mà hướng dẫn crack active chạy file thuốc ấy, thì mình sẽ phải bỏ qua bởi vì không được phép chia sẻ. Vậy thì mong các bạn xem video thì các bạn thông cảm. Và nếu như các bạn có nhu cầu cài đặt các phần mềm cho MacBook cũng như trên Windows thì các bạn liên hệ với mình qua số Zalo trên màn hình hoặc là số Zalo mình để ở trong mô tả của video. Ok, như vậy là cài Illust đã xong, thì mình đã crack xong rồi, bây giờ mình chỉ việc mở lên thôi. Bước đầu tiên này thì mình mở lên, mình chưa chạy file thuốc nhé, cho nên nó sẽ yêu cầu mình phải có tài khoản. Ok, sau khi mình đã chạy file thuốc xong, bây giờ mình mở lại chắc chắn là ok các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đưa cái ứng dụng ra màn hình đã. Rồi bước crack thì mình đã chạy file crack rồi. Sau đó thì mình chỉ việc mở lại thôi. Và mình sẽ test các cái tính năng để cho các bạn theo dõi dễ hiểu. Và sau khi kết thúc cài Illustrator thì mình tiếp tục cài phần mềm InDesign và phần mềm Premiere Pro chỉnh sửa video đấy. Thì đây là phần mềm Illust đã crack xong và được sử dụng full tính năng, tất cả các tính năng và không lo vấn đề phải mua, bỏ tiền mua bản quyền các bạn nhé. Đây là Illust 2023 mới nhất, phù hợp cho macOS Monterey. Nếu như có các cái phiên bản mới hơn 2024 hoặc 2025 sau này thì mình cũng sẽ cập nhật tùy thuộc vào MacBook của bạn là đang sử dụng chip Intel hay chip M1, M2 và cài macOS bao nhiêu thì mình sẽ có cái phiên bản thích hợp. Bây giờ mình tiếp tục cài cái phần mềm InDesign cũng 2023. Đó. Tất cả các bộ cài đều có file thuốc ở bên trong và sử dụng vĩnh viễn. Nếu như các bạn xem video và thấy có nhu cầu cần cài đặt các phần mềm cho MacBook thì các bạn hãy liên hệ qua Zalo cho mình, bởi vì tất cả các phần mềm bên MacBook cũng như Windows thì mình sẽ nhận cài đặt tất cả các phần mềm nhé, kể cả Office, AutoCAD hoặc là SketchUp, vân vân các phần mềm nhé. Ok, như vậy là phần mềm InDesign thì mình cũng đã chạy file thuốc xong. Tương tự mình cũng sẽ tiến hành mở cái phần mềm InDesign để mình test xem nó có yêu cầu bản quyền hoặc là phải mua bản quyền hoặc phải có tài khoản hay không nhé. Tất cả các bộ cài này thì mình đã cài cho rất nhiều máy và cài qua TeamViewer hoặc là cài qua AnyDesk cho rất nhiều bạn rồi, cho nên mình khẳng định với các bạn là các cái bộ cài này đều được test kỹ càng, cài chắc chắn là ok và crack chắc chắn là thành công. Đó, như vậy là đây là cái bộ cài InDesign cũng đã cài thật xong và cũng sử dụng full tính năng. Nếu như mà các bạn có nhu cầu cài đặt ý, thì mình khuyên các bạn là nếu không biết thì nên liên hệ với mình để mình cài đặt cái bản mới nó chuẩn ngay từ đầu, tránh cái trường hợp bạn bị lỗi rồi bạn mới bắt đầu gọi cho mình thì lúc ý cái việc cài đặt active nó trở nên nó khó khăn hơn.
Đó, còn mình cài mới này thì mình bẻ khóa theo cái file thuốc ở bên trong thì nó rất là dễ. Còn nếu mà bạn đã trước đó đã cài rồi ấy, thì các cái phần mềm mà mình có cài lại, gỡ ra cài lại, nó sẽ vẫn bị lỗi. Cho nên tất nhiên là mình vẫn xử lý và cài đặt được cho các bạn, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn. Ok, thì đến đây tiếp tục cài cái phần mềm Premiere Pro version 22.6.